Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách bật nút theo dõi cho tài khoản Facebook của mình. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn mọi người nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ mở cho mình ứng dụng Facebook. Tiếp đến thì mọi người sẽ vào cho mình cái biểu tượng ba gạch. Ở trên iPhone thì nó sẽ ở bên dưới mọi người nhé. Mình sẽ chọn vào này. Mọi người sẽ chọn cho mình vào biểu tượng bánh răng cưa. Mọi người sẽ kéo xuống phía dưới. Mọi người sẽ vào cho mình cái dòng là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn. Ở dòng ai có thể gửi lời mời kết bạn cho bạn ấy, thì mọi người sẽ để là bạn của bạn bè nhá. Đây. Mặc định của nó sẽ là mọi người thì mọi người sẽ chọn là bạn của bạn bè. Ok này. Rồi mọi người sẽ quay ra ngoài. Mọi người sẽ vào cho mình cái mục là bài viết. Đây, bài viết đây. Mọi người sẽ chọn cho mình là công khai. Thì thông thường thì nó sẽ là công khai thôi. Tuy nhiên thì một số bạn ấy sẽ chọn là bạn bè mọi người nhá. Rồi mình tắt đi này. Mình sẽ quay ra ngoài. Ở cái dòng là người theo dõi và nội dung công khai, mọi người chọn vào. Ở cái dòng là ai có thể là theo dõi tôi ấy, thì mọi người sẽ để là công khai cho mình. Ngày xưa ấy, thì chúng ta phải bật, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ là công khai mặc định rồi này. Đây. Ngày xưa nó sẽ có mục là bạn bè, bây giờ thì nó là công khai luôn rồi. Nói chung là bây giờ chỉ cần để cái mục là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn thôi. Đây này. Thông thường thì cái này sẽ để công khai. Nếu mọi người để công khai ấy, thì nó sẽ không hiển thị cái nút theo dõi. Đó, thì mọi người phải chuyển nó về bạn của bạn bè thì nó mới hiển thị ra cái nút theo dõi nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay ra ngoài này. Bây giờ để kiểm tra xem là cái nút theo dõi đã được bật chưa thì mọi người sẽ vào cái ba chấm này. Chọn tiếp cho mình vào mục là chế độ xem. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cái chế độ khi mà người ta xem cái trang cá nhân của mình. Đây, nút theo dõi đây. Đó, mình đã bật thành công được cái nút theo dõi trên tài khoản Facebook của mình nhá. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách bật nút theo dõi cho tài khoản Facebook của mình. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.